một tình yêu lung linh ngàn sao và giờ đây cô đơn mình anh nghe. Nó rung nhưng mà nó rất cái chăn, nó tìm mãi không thấy. Không có tìm được trong cái phòng phải không? Anh ấy nhớ chưa? Em nghĩ anh về hưu là anh chẳng quên lắm.
tin tưởng tuyệt đối. Anh nhìn một tấm gương để các thành viên trong phòng nói cảm ơn. Cái này gái ngon vãi. Ngon không? Con này, con này. Em không ngoài này, em phản đối này. Con tên gì anh? Con tên gì? Anh không biết được đâu. Ra đâu này. Biết học môn gì 16 tuần trước bọn tao định giáo doanh nghiệp đúng không nhỉ? Con hỏi đấy. Nhưng mà môn định giá doanh nghiệp trả tiền thì mình phải quái thằng biết này. Thằng biết có khi cũng kém hơn mình. Nhưng mà mày học môn môn AI đi. Gọi điện phải gọi lực tái dạy. Tuyến à? Cho ra số điện thoại của hiện nay. Hả? Ý, cô chi dạy chán nhỉ? Được cái nhìn cũng hiền hiền xinh xinh nhé. Tiền thì không cần điều đó. Cô điểm lên. À. Nếu mà chưa có điểm hoặc được 7. Không muốn thoải mái cô chưa giờ chưa được mấy không hả? Nhưng 7 tôi phúc khảo ngay. Vậy em mình chấm mình được 7,5. Tôi chấm riêng cái gì vậy? Nếu có đáp án thì tôi chấm được. Đi tôi trước đi thi đại học toán chấm 6.5, đúng 6.5. Vừa đâu mà nó tống tiền ở đâu ấy. Nó không tống tiền xong cái kiểu bịt mặt ra đưa lại ở trong căn nhà đấy. Sợ bị cáo bị chết này, gọi điện với người đến cứu. Sợ cái nạn nhân bị chết. Lấy đồ sợ bị chết. Hôm sau nghe đọc báo thấy chết rồi cả một lũ hoảng. Đi về quê. Chim là gì đấy kia? Hả? Chim là gì đấy kia? Đây là...